Chào các em, chúng ta đang ở chuyên đề số 2, chuyên đề về hàm số và đồ thị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang một chuyên đề, một dạng toán trong chuyên đề này, đó là các dạng toán về giao điểm của parabol và đường thẳng. Ở các bài toán liên quan tới giao điểm của parabol và đường thẳng là một trong dạng toán cơ bản quan trọng, nằm trong rất nhiều các đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông của các trường nói chung trên toàn quốc. Và đây là một dạng toán mà chiếm tỷ trọng thường khoảng 1 đến 1,5 điểm. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các dạng toán về giao điểm của parabol và đường thẳng. Giao số 1. Một La Mã. Dạng 1. Giao điểm của parabol và đường thẳng. Giao điểm của parabol và đường thẳng. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về lý thuyết. Về lý thuyết thực hiện thì thường giải quyết như sau. Bài toán sẽ cho các em một parabol P y bằng AX bình và một đường thẳng D y bằng MX cộng N. Và yêu cầu bài toán sẽ là tìm tọa độ giao điểm của parabol P và đường thẳng D. Thì chúng ta sẽ thực hiện theo các bước sau đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ xét phương trình hoành độ giao điểm của P và D. Y bằng AX bình và Y bằng MX cộng N thì phương trình hoành độ của nó cho AX bình bằng MX cộng N. Các em chuyển vế đổi dấu để đưa về phương trình bậc 2. AX bình bằng MX trừ N trừ MX trừ N bằng 0. Thì ta gọi đây là phương trình sau. Ở dạng toán này nói riêng và nhiều dạng toán khác thì tính chất nghiệm của phương trình sau này quyết định tính chất nghiệm của cái giao điểm của parabol và đường thẳng. Chẳng hạn như ở dạng toán tìm giao điểm của parabol và đường thẳng thì chúng ta xây dựng được phương trình sau này. Bước thứ hai là giải phương trình sau. Giải phương trình sau và tìm được hoành độ x1, x2 nếu có. Về lý thuyết phương trình bậc 2 thì phương trình sau này có thể xảy ra 3 khả năng. Khả năng thứ nhất, phương trình sau vô nghĩa, đồng nghĩa với việc là D và P không cắt nhau. Khả năng thứ hai là phương trình sau có nghiệm kép. Khi đó đường thẳng D tiếp xúc với parabol P và ta chỉ tìm được một giao điểm. Khả năng thứ ba là phương trình sau có hai nghiệm phân biệt, chẳng hạn như là x1, x2. Sau khi tìm được hoành độ x1, x2 thì ta tiến hành tìm tung độ. Có nghĩa là từ x1 thì em tìm được y1 và suy ra điểm thứ nhất, chẳng hạn như là điểm A. Tọa độ là x1, y1. Hoành độ x2 thì em tìm được y2 và các em sẽ có được giao điểm B, tọa độ là x2, y2. Như vậy đây là các bước để thực hiện tìm giao điểm của parabol và đường thẳng. Đây là một dạng toán không quá khó khăn. Tuy nhiên chúng ta làm quen với quy trình này để có thể giải quyết được nhiều dạng toán khác. Chúng ta sẽ áp dụng bằng một số ví dụ sau. 2. Ví dụ. Ví dụ 1. Tìm tọa độ giao điểm của parabol P y bằng x bình và đường thẳng D y bằng 5x trừ 6. Với việc làm quen được với thuật toán giải quyết giao điểm của parabol P và đường thẳng D thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện theo đúng các bước như phần lý thuyết đã trình bày với các em. Thứ nhất, xét phương trình hoành độ giao điểm của
P và đường thẳng D, tức là x bình phương bằng 5x trừ 6 tương đương với x bình phương trừ 5x cộng 6 bằng 0. Tới lúc này thì giải phương trình bậc 2 chúng ta có thể áp dụng bằng công thức nghiệm. Tuy nhiên, nhiều bạn có thể giải theo cách là sử dụng cái ứng dụng của hệ thức VS. Chẳng hạn như thế này, các em cùng nhớ lại. Phương trình AX bình cộng BX cộng C thì có thể phân tích được thành nhân tử là bằng A nhân X trừ X1 nhân X trừ X2 với X1, X2 là nghiệm của phương trình AX bình cộng BX cộng C. Với việc sử dụng máy tính bỏ túi hiện nay, chúng ta dễ dàng bấm máy tính để tìm được nghiệm của phương trình x bình phương trừ 5x cộng 6. Chẳng hạn trường hợp này hai nghiệm của nó là 2 và 3. Bấm máy tính chúng ta có được điều này. Và em áp dụng cái ứng dụng của hệ thức VS, em có A là bằng 1 nhân x trừ x1 là trừ đi 2 nhân x trừ đi nghiệm thứ hai là trừ đi 3 bằng 0. Và các em giải phương trình tích tương đương với x trừ 2 bằng 0, x trừ 3 bằng 0. Và các em tìm được một nghiệm x bằng 2, x bằng 3. Sau khi tìm được hoành độ giao điểm thì chúng ta tiến hành tìm tung độ. X bằng 2 thì suy ra y bằng. Các em có thể thay vào một trong hai cái công thức hàm số này. Có thể thay vào y bằng x bình hoặc y bằng 5x-6. Chẳng hạn thay vào y bằng x bình, x bằng 2 thì y bằng x bình là bằng 2 bình phương bằng 4. Vậy em có điểm A tọa độ là 2, 4. Hoành độ thứ hai là x bằng 3 thì suy ra y bằng 3 bình phương bằng 9. Và em có điểm thứ hai là điểm B tọa độ là 3, 9. Như vậy ở ví dụ 1 này chúng ta kết luận là đường thẳng D cắt parabol P tại hai điểm A và B. Khi đi thi thì chúng ta nên kết luận, hoặc khi làm bài chúng ta kết luận cuối cùng bài toán. Vậy D cắt P tại điểm A 2, 4 và điểm B 3, 9. Chúng ta bước sang ví dụ thứ hai. Chúng ta sẽ tiếp tục với ví dụ số 2. Ví dụ 2. Ví dụ này là trong đề thi vào 10 của Hà Nội năm 2014. Đề bài như sau ạ. Cho parabol P y bằng x bình và đường thẳng D y bằng trừ x cộng 6. Đề bài có hai câu hỏi. A nhỏ là tìm tọa độ giao điểm A, B của D và P. Ý thứ hai là tính diện tích của tam giác OAB. Hai câu hỏi. Và chúng ta nhìn thấy là câu A đúng là dạng toán của chúng ta đang tìm hiểu, là tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng và parabol. Chúng ta bắt đầu giải bài toán. Câu A nhỏ là tìm tọa độ giao điểm A, B của D và P. Đây cũng là một kinh nghiệm trong vấn đề làm bài. Khi chúng ta làm bài tập hoặc là đặc biệt là khi đi thi, trước khi làm một câu hỏi nào đó chúng ta nên nhắc lại yêu cầu câu hỏi để người chấm cũng thấy rằng cái mục đích của chúng ta chuẩn bị làm là cái gì, và chúng ta có thể dễ dàng giải quyết bài toán đó tất cả theo một cái trình tự rất là logic. Trường hợp này chúng ta làm tương tự như ví dụ 1. Xét phương trình hoành độ giao điểm
của D và P. X bình phương bằng âm x cộng 6. Chuyển vế đổi dấu chúng ta có được phương trình bậc 2 x bình phương cộng x trừ 6 bằng 0. Và như ví dụ 1, chúng ta có thể bấm máy tính để tìm được hoành độ. Ở đây chúng ta bấm máy tính được hoành độ là x bằng 2 x bằng âm 3. Và áp dụng công thức phân tích thành nhân tử, chúng ta có được là tương đương với 1 nhân với x trừ nghiệm thứ nhất là trừ đi 2 nhân x trừ nghiệm thứ hai là trừ đi âm 3, tức là cộng 3 bằng 0. Chúng ta có phương trình tích x trừ 2 bằng 0, x cộng 3 bằng 0, tương đương với các em tìm được một nghiệm x bằng 2 và một nghiệm x bằng âm 3. Sau khi tìm được hoành độ giao điểm, chúng ta tiến hành tìm tung độ. Với x bằng 2 thì suy ra y bằng, trong trường hợp này là y bằng x bình, em thay vào y bằng 2 bình phương bằng 4. Và em có điểm A tọa độ chẳng hạn như là 24. X bằng âm 3 thì suy ra y bằng âm 3 bình phương bằng 9. Và điểm B tọa độ là âm 3, 9. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành câu A là tìm tọa độ giao điểm AB của đường thẳng D và parabol P. Chúng ta tiếp tục sang câu B là tính diện tích tam giác OAB. Diện tích tam giác OAB, trong trường hợp này đề bài yêu cầu chỉ tính diện tích của tam giác tạo bởi 3 điểm là O, A và B, không yêu cầu vẽ parabol và đường thẳng. Tuy nhiên chúng ta nếu chúng ta vẽ parabol và đường thẳng để tìm diện tích tam giác OAB cũng được. Ở còn trong trường hợp này thì chúng ta chỉ cần vẽ 3 điểm OAB và tìm cách tính. Và chúng ta sẽ vẽ 3 điểm đó như sau. B nhỏ là tính diện tích của OAB. Để mà tính diện tích tam giác OAB thì cách tốt nhất trong trường hợp này là chúng ta vẽ điểm A, điểm B và điểm O trên một cái hệ trục tọa độ. Và chúng ta sẽ cùng nhau vẽ. Trục OX. Trục OY. Điểm đầu tiên chúng ta là điểm O, góc tọa độ 0,0. Điểm thứ hai là điểm A, tọa độ là 24. X bằng 2, Y bằng 4, 1, 2, 3, 4. Và ta vẽ điểm này là điểm A. Điểm thứ hai là điểm B, tọa độ âm 39, X bằng âm 3, Y bằng 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chúng ta gióng. Điểm này là điểm B. Và tam giác OAB chúng ta nối lại. Để tính diện tích tam giác OAB theo cách thông thường thì chúng ta thường hay áp dụng công thức diện tích là 1/2 tích của đáy nhân chiều cao. Tuy nhiên tam giác OAB trong trường hợp này thì hình dạng của nó chưa được rõ là tam giác ở dạng gì, và việc tính chiều cao của tam giác này là gặp khó khăn. Trong những tình huống như vậy thì người ta có thể làm theo phương pháp cộng trừ diện tích. Như ở tình huống này thì các em có thể có hai cách làm. Cách làm thứ nhất là em sử dụng điểm này. Bản chất AB ở đây, đây chính là đường thẳng D. Đường thẳng đi qua hai điểm AB chính là đường thẳng D của đề bài. Và em có thể tìm được giao điểm này, chẳng hạn như đây là điểm Y. Điểm Y là giao điểm của đường thẳng D và trục tung. Thì em cho x bằng 0, chúng ta có ngay đây y bằng 6. Điểm Y có tung độ bằng 6 và hoành độ bằng 0 nên có tọa độ là 0,6. Và chúng ta có thể tính diện tích tam giác OAB bằng cách cộng tam giác OAI và tam giác OBI. Trường hợp này chúng ta có thể kể như này ạ. Có thể kể đường cao từ B xuống.
chẳng như là BK, kẻ đường cao, AH, rồi và tam giác OBI được tính bằng diện công thức 1/2 OI nhân BK là tính được. Tam giác OAI được tính bằng công thức 1/2 OI nhân với AH cũng tính được. Sau khi tính được hai tam giác, hai diện tích của nó thì ta cộng lại ta có diện tích tam giác OAB. Đó là cách làm thứ nhất. Cách làm thứ hai thì có thể lựa chọn như sau. Từ B em kể trở như là BM và từ A kể AN thì em có được diện tích của tứ giác ABMN. Sau đó em trừ đi diện tích tam giác BMO và ANO cũng được. Đây, cách thứ hai là kẻ xuống đây, cho rằng đây là điểm M, điểm này là điểm N. Và thầy sẽ cùng trình bày hai cách để chúng ta nắm được. Cách thứ nhất, cách 1 là đường thẳng D cắt trục tung OI tại điểm Y. Thì em có được là điểm Y có tọa độ là 0,6. Thì diện tích của tam giác OAB bằng diện tích tam giác OBI cộng với diện tích của tam giác OAI. Ở trên em có thể nói luôn là em kẻ BK vuông góc với OI và AH vuông góc với OI. Thì em có thể nhận thấy trên đồ thị hàm số BK sẽ bằng 3, còn AH bằng 2, bằng 1/2 OB, diện tích tam giác OBI bằng 1/2 của OI nhân BK. Tam giác OAI bằng 1/2 của OI nhân AH. Và diện tích của OAB như sau. OI chính là độ dài, hay là chính xác là khoảng cách từ điểm Y tới góc tọa độ, và chính bằng tung độ của nó, giá trị đối tung độ bằng 6. 1/2 của 6 nhân BK. BK chính là giá trị đối của âm 3, tức là bằng 3, cộng với 1/2 OI bằng 6 nhân AH bằng giá trị đối của 2, chính bằng 2. Và các em cộng hai kết quả này, chúng ta có diện tích tam giác OAB chẳng hạn như là 6 cộng với 6 bằng 12, mở ngoặc, đơn vị diện tích. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì các em có thể sử dụng bằng phương pháp hình thang trừ đi hai tam giác vuông. Từ A em kẻ vuông góc xuống, em có AN, và từ B kẻ vuông góc, và đây là điểm M. Thì cách thứ hai chúng ta có thể là kẻ BM vuông góc với OX và AN vuông góc với OX. Thì diện tích của tam giác OAB bằng diện tích hình thang ABMN trừ đi diện tích của tam giác OBM trừ tiếp diện tích tam giác OAN. Và ta cũng tìm được diện tích của cái từng đa giác một. Thứ nhất là ABMN là hình thang vuông, diện tích của nó bằng 1/2 tổng đáy là MB cộng AN nhân chiều cao là MN trừ đi diện tích tam giác OBM bằng 1/2 của OM nhân MB trừ đi 1/2 diện tích của các OAN là bằng 1/2 của AN nhân ON. Và diện tích của OAB bằng 1/2 của MB, chính bằng giá trị tuyệt đối của tung độ điểm B, tức là bằng 9, cộng với AN bằng tung độ điểm A là 4 nhân MN bằng 5 trừ đi 1/2 OM bằng 3, MB bằng 9 trừ 1/2 AN bằng 4 và ON bằng 2. Với việc tính các độ dài đoạn thẳng này thì diện tích của tam giác OAB chúng ta cũng tìm được bằng 12 mở ngoặc DVGT, tức là đơn vị diện tích.
Các em thân mến, việc tìm giao điểm của đường thẳng và parabol, ngoài việc tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng parabol thì còn có thể có những dạng toán khác, chẳng hạn như dạng toán tìm diện tích. Và chắc chắn rằng là với cái bài tập như thế này thì các em có thể ứng dụng tiếp theo cho nhiều dạng toán khác. Và chúng ta vừa tìm hiểu xong dạng 1 của các dạng toán về giao điểm parabol và đường thẳng. Chúng ta sẽ sang dạng toán thứ hai. Dạng 2, số giao điểm của parabol và đường thẳng. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái lý thuyết liên quan đến cái dạng 2 này. Một nhỏ lý thuyết. Cho parabol P y bằng AX bình, đường thẳng D y bằng MX cộng N. Số giao điểm của parabol đường thẳng thì chính là cái số nghiệm phương trình sao là ở dạng 1 chúng ta đã làm quen. Chúng ta xét phương trình hoành độ giao điểm của D và P. AX bình bằng MX cộng N tương đương với phương trình AX bình trừ MX trừ N bằng 0. Đây là phương trình sao. Số giao điểm của parabol và đường thẳng thì đúng bằng số nghiệm phương trình sao. Chính vì vậy chúng ta dựa vào cái số nghiệm phương trình sao, chúng ta để biện luận số nghiệm, số giao điểm của đường thẳng và parabol. Ở đây chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Thứ nhất là D cắt P tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình sao là có hai nghiệm phân biệt và tương đương với delta của nó hoặc là delta phẩy lớn hơn 0. Trường hợp thứ hai là D tiếp xúc với P khi và chỉ khi phương trình sao có nghiệm kép và tương đương với delta bằng 0. Trường hợp cuối cùng là D không cắt P khi và chỉ khi phương trình sao vô nghiệm và tương đương với delta bé hơn 0. Đây chỉ là 3 tình huống điển hình. Đường thẳng D cắt parabol P tại hai điểm phân biệt thì phương trình sao có hai nghiệm phân biệt, tức là delta hoặc delta phẩy lớn hơn 0. Trường hợp thứ hai, D tiếp xúc với P khi và chỉ khi phương trình sao nghiệm kép tương đương với delta bằng 0 hoặc delta phẩy bằng 0. Trường hợp thứ ba, D không cắt P thì phương trình sao vô nghiệm, tức là delta của chúng ta bé hơn 0. Và có thể có những bài toán đưa ra yêu cầu là tìm giá trị của tham số để đường thẳng và parabol P có điểm chung. Có điểm chung có nghĩa là phương trình sao có nghiệm tương đương với điều kiện là delta lớn hơn hoặc bằng 0. Thì tất cả những vấn đề cụ thể đó chúng ta sẽ được làm quen ở các ví dụ minh họa cho cái dạng toán này. Chúng ta sẽ cùng nhau sang phần 2 nhỏ, các ví dụ 2. Ví dụ 1, cho parabol P y bằng x bình và đường thẳng D y bằng x trừ m cộng 3. Câu A nhỏ, tìm m để D cắt P tại hai điểm phân biệt câu B nhỏ là tìm M để D tiếp xúc với P. Thì đây là hai câu hỏi mà chúng ta cũng thường gặp.
trong cái việc là tìm điều kiện để đường thẳng và parabol có số điểm chung cho trước. Chúng ta sẽ cùng nhau giải. Đầu tiên chúng ta sẽ làm chung cho cả hai câu hỏi là xét phương trình hoành độ giao điểm của D và P. X bình phương bằng x trừ m cộng 3 tương đương với phương trình x bình phương trừ x cộng m trừ 3 bằng 0. Đây là phương trình sau. Cả hai câu hỏi AB của bài tập này đều tập trung phương trình sau. Câu A là tìm m để D cắt P tại điểm phân biệt. Theo lý thuyết thì phương trình sau phải có hai nghiệm phân biệt, đúng không ạ? Chúng ta có câu A là D cắt P tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình sau là có hai nghiệm phân biệt, thì tương đương với delta của nó là lớn hơn 0, tương đương b bình phương trừ 4ac lớn hơn 0. B bình phương trừ 4ac lớn hơn 0 tương đương với 1 trừ 4m cộng 12 dương, tương đương với âm 4m lớn hơn âm 13. Và em chia cho âm 4 thì đảo chiều bất phương trình, m bé hơn 13/4. Vậy câu A chúng ta kết luận là D cắt P tại điểm phân biệt khi mà m bé hơn 13/4. Câu B là D tiếp xúc với P khi và chỉ khi phương trình sau là có nghiệm kép, tương đương với delta của nó bằng 0. Và như vừa rồi chúng ta đã tìm được delta của nó là bằng B bình phương trừ 4AC bằng 0. Và em giải ra em tìm được M bằng 13/4. Trong nhiều tình huống thì người ta có thể yêu cầu là sau khi tìm được M để D tiếp xúc với P, người ta có thể yêu cầu tìm tọa độ tiếp điểm. Thì chúng ta nếu trường hợp đó chúng ta có thể trả lời là phương trình sau có nghiệm kép là x1 bằng x2 bằng trừ b trên 2a. Trường hợp này trừ b trên 2a là bằng 1/2. Y bằng x bình thì suy ra y bằng 1/2 bình phương là 1/4. Thì suy ra tiếp điểm m là 1/2/4. Đây là ví dụ thứ nhất minh họa cho cái bài toán số giao điểm của parabola đường thẳng. Chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ hai. Ví dụ 2 cho parabola P y bằng âm x bình, đường D y bằng 2 nhân m trừ 1 x trừ đi m cộng 4. Và câu hỏi là chứng minh rằng D luôn cắt P tại hai điểm phân biệt . Bài tập này cũng là một bài tập liên quan tới giao điểm của parabola đường thẳng. Tuy nhiên đây không phải bài tập tìm điều kiện, mà bài tập chứng minh đường thẳng luôn cắt parabola. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Xét phương trình hoành độ giao điểm của D và P, âm x bình phương bằng 2 nhân m trừ 1 x trừ m cộng 4 tương đương với, trường hợp này chúng ta có thể chuyển sang bên vế phải để làm cho hệ số của x bình phương dương. X bình phương cộng 2 nhân m trừ 1 x trừ đi m cộng 4 bằng 0. Ở bài tập tìm điều kiện thì chúng ta sẽ yêu cầu delta
lớn hơn không trong trường hợp là tìm điều kiện để hai điểm phân biệt. Tuy nhiên với những bài tập mà chứng minh đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt thì không phải là yêu cầu delta lớn không ngay mà chúng ta hãy tính delta ra. Trường hợp này do hệ số b chia hết cho 2 nên là tính delta phẩy. Delta phẩy bằng b phẩy bình trừ ac là trừ đi 1 nhân với âm của m cộng 4. Delta phẩy bằng trừ 2m cộng 1 cộng m cộng 4. Và delta phẩy của chúng ta là m bình phương trừ m cộng 5. Delta phẩy đã tìm được. Và đây là bài tập yêu cầu chứng minh D luôn cắt P tại hai điểm phân biệt. Có nghĩa là chứng minh cái phương trình sau này luôn có hai nghiệm phân biệt. Và để chứng minh phương trình sau luôn có hai nghiệm phân biệt, ta hãy chứng minh delta phẩy luôn lớn hơn 0 với mọi m. Và chúng ta thực hiện như sau. Delta phẩy bằng m bình phương trừ m cộng 5. Phương pháp tách thành hàm đẳng thức là một phương pháp quen thuộc. M bình phương trừ 2 nhân m nhân 1 phần 2 cộng 1 phần 4 cộng 5 trừ 1 phần 4. Chúng ta tách theo dạng đẳng thức là A bình phương trừ 2AB cộng B bình phương. Và quan sát 2 nhân m nhân 1 phần 2 đủ là âm m rồi. Chúng ta vừa cộng 1 phần 4 thì chúng ta bớt đi 1 phần 4. Và chúng ta sẽ có được đây là m trừ 1 phần 2 bình phương cộng hai số ở ngoài quy đồng và tính toán ta có được là 19 phần 4. M trừ 2 bình phương luôn luôn lớn hơn bằng 0 cộng với 19 phần 4 thì đảm bảo là luôn lớn hơn 0. Ta sẽ thực hiện phép lập luận như thế này. Ta có M trừ 1 phần 2 bình phương lớn hơn bằng 0 với mọi M thì tương đương với M trừ 1 phần 2 bình phương cộng với 19 phần 4 sẽ lớn hơn được bằng 19 phần 4 với mọi m. Nó lớn hơn 19 phần 4 thì đương nhiên nó lớn hơn 0. Tức là suy ra được rằng là m trừ 1 phần 2 bình phương cộng với 19 phần 4 là lớn hơn 0 với mọi m. Thì tương đương với delta phẩy của em là lớn hơn 0 với mọi m. Tương đương với phương trình sau luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. Phương trình sau luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m cũng đồng nghĩa với việc là D luôn cắt P tại hai điểm phân biệt. Thì suy ra là D luôn cắt P tại hai điểm phân biệt với mọi m. Và đây chính là điều phải chứng minh. Các em thân mến, cái việc mà tìm tọa độ giao điểm hay là tìm điều kiện để đường thẳng cắt parabol là bài toán đơn giản, vì chúng ta cứ theo một cái mạch là để đường thẳng cắt parabol tại bao nhiêu điểm thì phương trình sau có bấy nhiêu nghiệm. Nhưng đây là một bài toán liên quan đến chứng minh đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt, thì chúng ta lưu ý trong cách trình bày. Vì nhiều bạn khi trình bày chúng ta thay việc chứng minh chúng ta lại đưa cho delta lớn hơn không ngay từ đầu, thì đây là một bài toán minh họa cho cái dạng toán là chứng minh đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt. Chúng ta sẽ sang ví dụ thứ ba. Với dạng toán là số giao điểm của đường thẳng và parabol thì có một bài toán đi kèm là bài toán tiếp tuyến của parabol. Tiếp tuyến của parabol thì có thể hiểu như tiếp tuyến của các cái đường cong nói chung là đường thẳng và đường cong chỉ có một điểm chung duy nhất. Thì trong trường hợp như vậy thì đường thẳng D là tiếp xúc với parabol P hay còn gọi là tiếp tuyến của parabol. Thì chúng ta sẽ làm quen với một bài toán là viết phương trình tiếp tuyến của parabol. Ví dụ 3. Ví dụ 3. Cho parabol P y bằng x bình. Viết phương trình tiếp tuyến của P. Viết phương trình tiếp tuyến của P
biết A nhỏ là tiếp tuyến song song với đường thẳng D1 là y bằng x trừ 5. Câu B là tiếp tuyến đi qua điểm A có tọa độ là 1 âm 3. Tiếp tuyến của parabol P là một đường thẳng, và ở trong hai trường hợp này, trường hợp thứ nhất là yêu cầu là đường thẳng đó song song với D1 y bằng x trừ 5. Chúng ta sẽ giải câu A. Câu A, chúng ta gọi đường thẳng D song song với D1 là y bằng x trừ 5. Hãy nhớ lại kiến thức về đường thẳng. Hai đường thẳng song song với nhau thì A bằng A phẩy và B khác B phẩy. Do đó suy ra đường thẳng D có phương trình là y bằng x cộng với m chẳng hạn, m khác âm 5. Xin nhắc lại với các em, đường thẳng y bằng ax cộng b và y bằng a phẩy x cộng b phẩy song song với nhau khi a bằng a phẩy và b khác b phẩy, nên đường thẳng song song với y bằng x trừ 5 là đường thẳng y bằng x cộng m với m khác trừ 5. Và yêu cầu viết phương trình tiếp tuyến có nghĩa là chúng ta phải tìm được đường thẳng d, có nghĩa là tìm được m. Để tìm được m thì chúng ta hãy đưa yêu cầu cho đường thẳng d tiếp xúc với parabol p là ta tìm được m thôi. Chúng ta tiếp tục xét phương trình hoành độ giao điểm của d và p, x bình phương bằng x cộng m tương đương với phương trình x bình phương trừ x trừ m bằng 0. Đây là phương trình sau. Và d tiếp xúc với p khi và chỉ khi phương trình sau có nghiệm kép thì tương đương với delta của nó bằng 0 và b bình phương trừ 4ac bằng 0. Thì em tìm được đây là 1 cộng 4m bằng 0 hay là m bằng âm 1 phần 4. M bằng âm 1 phần 4 thì chúng ta kết luận là suy ra đường thẳng D là y bằng x cộng với trừ 1 phần 4, tức là x trừ đi 1 phần 4. Lưu ý rằng là m bằng 1 phần 4 này là thỏa mãn điều kiện m khác âm 5. Ở câu A chúng ta kết luận là vậy, tiếp tuyến của P mà song song với D một là đường thẳng D y bằng x trừ 1 phần 4. Chúng ta sang câu thứ hai. Câu B là tiếp tuyến qua điểm A 1 âm 3. Đường thẳng qua một điểm A âm 3 thì chúng ta có thể gọi đường thẳng đó như sau. Gọi đường thẳng cần tìm là đường thẳng delta y bằng ái cộng b là đường thẳng chưa biết cả hai hệ số a và b. Để tìm đường thẳng này tiếp xúc với parabol p, chúng ta sẽ xử lý hai cái giả thiết. Giả thiết thứ nhất là điểm a, một âm ba thuộc delta thì tương đương với thay hoành độ một vào x, âm ba vào y, em có a nhân một cộng b bằng âm 3 thì tương đương với b sẽ bằng âm 3 trừ a, và khi đó em có được là đường thẳng delta có phương trình là y bằng a x trừ đi 3 trừ a. Chúng ta vừa xử lý dữ kiện đầu tiên là điểm a thuộc đường thẳng delta thì đường thẳng delta sẽ có phương trình là y bằng ax trừ 3 trừ a. Đường thẳng delta là tiếp tuyến của parabol p khi mà cái phương trình hoành độ giao điểm của nó có nghiệm kép, và chúng ta sẽ xét phương trình hoành độ giao điểm. Xét phương trình hoành độ giao điểm x bình phương bằng ax
trừ 3 trừ a tương đương với x bình phương trừ ax cộng a cộng 3 bằng 0. Và đây ta gọi là phương trình sao của cái câu hỏi này. D, xin lỗi, delta tiếp xúc với parabol P khi và chỉ khi phương trình sao có nghiệm kép tương đương với delta của nó bằng 0. Xin lưu ý các bạn là trong cái câu B này chúng ta đang nói với nhau hai cái delta, thì delta cho này là tên của đường thẳng, thì thực tế mà nói thì có thể đặt tên đường thẳng như là đường thẳng D, đường thẳng D phẩy hoặc là đường thẳng delta. Sau này khi các em học cấp 3 thì sẽ gặp nhiều những cái tên gọi như vậy. Chúng ta trở lại bài toán có nghiệm kép khi mà cái delta của cái phương trình này bằng 0 tương đương với B bình phương trừ 4 A C bằng 0, thì tương đương với phương trình là A bình phương trừ 4A trừ 12 bằng 0. Thì việc giải ra cái ra kết quả của A ở cái phương trình này thì sẽ giúp chúng ta hoàn thành cái phương trình tiếp tuyến. Và chúng ta giải ra thì các em tìm được trường hợp này là A bằng 6 hoặc A bằng âm 2. Em bấm nghiệm ra một nghiệm bằng 6, một nghiệm bằng âm 2. Thì em phân tích nhân tử như sau ạ. Bằng A trừ 6 nhân A cộng 2 bằng 0. Tương đương với em tìm được hai giá trị A. Một giá trị của cái phương trình A cộng 6 và A trừ 6 và A cộng 2. Vậy là A bằng 6, A bằng âm 2. Với A bằng 6 thì em có ngay đường thẳng phương trình thứ nhất là phương trình delta 1 y bằng 6 x trừ 9. Còn với A bằng âm 2 thì suy ra đường thẳng delta 2 là y bằng trừ 2 x trừ 1. Các em thân mến, là cái ở cái chương trình toán trung học cơ sở, khi nói tới tiếp tuyến là một khái niệm mới về tiếp tuyến với đồ thị hàm số đấy. Thì cái ví dụ 3 vừa rồi là cái bài toán điển hình cho việc là viết phương trình tiếp tuyến của parabol. Chúng ta nhớ đây là hai câu hỏi rất là quan trọng và mang tính chất là nền tảng cho các cái dạng toán khác. Một là viết phương trình tiếp tuyến khi mà tiếp tuyến song song, hoặc là nâng cao hơn là tiếp tuyến vuông góc. Tóm lại đây là viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc của tiếp tuyến. Cái thứ hai là viết phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm, thì chúng ta thực hiện hai bước theo cái phần trước câu B của rồi. Thứ nhất là xử lý gọi đường thẳng D có dạng y bằng a cộng b. Xử lý dữ kiện thứ nhất là điểm thuộc cái đường thẳng đó thì ta tìm được b thông qua a, và phương trình tiếp tuyến chỉ còn tham số a mà thôi. Ta xử lý nốt cái dữ kiện cuối cùng là để đường thẳng tiếp xúc với parabol thì phương trình hoành độ giao điểm có nghiệm kép, và từ đó ta tìm nốt được cái tham số a. Có được a, ta thay ngược trở lại, ta có hai tiếp tuyến là delta 1 và delta 2. Vừa rồi chúng ta đã xử lý xong 3 ví dụ minh họa cho dạng toán thứ hai trong chùm các bài toán về giao điểm của parabol và đường thẳng. Thầy sẽ giới thiệu thêm chúng ta một ví dụ 4, tạm gọi là ví dụ nâng cao trong cái dạng toán là số giao điểm của parabol và đường thẳng. Chúng ta sẽ bước sang ví dụ 4. Ví dụ 4 cho parabol P y bằng x bình. Người ta cho là A và B là hai điểm thuộc P có hoành độ lần lượt là âm 2 và 3. Tìm điểm M thuộc cung AB để tam giác A
MB có diện tích lớn nhất. Xin nhắc lại đề bài. Cho parabol PI bằng x bình. A và B là hai điểm thuộc parabol P có hoành độ lần lượt là -2, -3. Tìm điểm M thuộc cung AB để tam giác AMB có diện tích lớn nhất. Với bài tập này thì chúng ta hãy cùng phân tích bài toán. Đây. Đây là parabol, chúng ta vẽ minh họa cái parabol này. Parabol y bằng x bình, x bằng 1, y bằng 1, x bằng 2, y bằng 4. Dạ, parabol có dạng như thế này. Về mặt minh họa thôi thì chúng ta nắm được. Đây là parabol P. Chúng ta có hai điểm AB có hoành độ lần lượt thuộc parabol P mà có hoành độ lần lượt là -2, -3. Chẳng hạn như thế này ạ, -2 đây. Giả sử đây điểm A và điểm B. Đây chúng ta giả sử đây điểm B đây. Bài toán yêu cầu là tìm M thuộc cung AB sao cho tam giác AMB có diện tích lớn nhất. Hãy cùng phân tích bài toán. AB là hai điểm thuộc parabol P có hoành độ là -2, -3, tức là tọa độ xác định rồi. Có nghĩa là đoạn thẳng AB không đổi. Ta kẻ đường cao MH. Diện tích tam giác AMB lớn nhất khi MH lớn nhất với M thuộc cung AB. Thì điểm M ở vị trí nào? Chúng ta hãy tưởng tượng một đường thẳng song song với AB. Và khi nó đạt cái vị trí lớn nhất, khi đường thẳng đó, đường thẳng này chẳng hạn như đường thẳng D phẩy, là đường thẳng song song với AB và tiếp xúc với parabol P. Xin nhắc lại, tam giác AMB có diện tích lớn nhất khi độ dài MH lớn nhất. M là điểm thuộc cung AB, thì cái điểm M mà làm cho MH lớn nhất đó là tiếp điểm của đường thẳng D phẩy song song với AB tiếp xúc với parabol P. Và với cái lập luận này thì chúng ta sẽ thực hiện theo những bước sau đây. Bước thứ nhất, viết phương trình đường thẳng AB. Bước thứ hai, viết phương trình tiếp tuyến của parabol P song song với AB. Và với việc có được tiếp tuyến thì ta tìm tiếp điểm M, thì đó là cái điểm M yêu cầu bài toán cần tìm. Chúng ta sẽ cùng thực hiện theo các bước sau đây. Bước thứ nhất là ta lập phương trình đường thẳng AB. Điểm A hoành độ bằng -2, em thay vào tung độ bằng 4. Điểm B hoành độ là 3, tung độ là 9, thuộc parabol P. Bước 1 là viết phương trình đường thẳng AB. Thì em gọi đường thẳng D, gọi D là y bằng AX cộng B đi qua điểm A -24 và điểm B -39. Thì điểm A -24 thuộc D thì tương đương với A nhân -2 cộng B bằng 4, tức là -2A cộng B bằng 4. Điểm B tọa độ là 39 thuộc đường thẳng D thì em có được là 3A
cộng chị cộng với b bằng 9 thì em suy ra được hệ phương trình là âm 2a cộng b bằng 4 và 3a cộng b bằng 9. Em giải hệ phương trình này rất đơn giản thôi, dùng phương pháp mà cộng đại số em trừ vế, em có được âm 5a bằng âm 5 và giữ lại chẳng hạn như là 3a cộng b bằng 9. Thì từ đây em tìm được a bằng 1, thay xuống dưới thì b của chúng ta bằng 6. Thì suy ra đường thẳng d đi qua hai điểm AB là y bằng x cộng 6. Đây là bước 1 chúng ta vừa thực hiện, là bước đầu tiên viết phương trình đường thẳng đi qua điểm AB, đường thẳng d là y bằng x cộng 6. Theo tư duy phân tích bài toán ban đầu thì bước tiếp theo chúng ta sẽ phải viết phương trình tiếp tuyến của parabol P và song song với D. Thì em gọi là đường thẳng D' song song với D y bằng x cộng 6. Thì suy ra D' có dạng là y bằng x cộng m, m ngoặc là với m khác 6. Bây giờ chúng ta yêu cầu D' là tiếp xúc với parabol P để tìm tọa độ tiếp điểm, và tiếp điểm đó là điểm m cần tìm. Em xét phương trình hoành độ giao điểm của D' và parabol P, x bình phương bằng x cộng m thì tương đương với x bình phương trừ x trừ m bằng 0. Đây là phương trình sao? D' tiếp xúc với P khi mà sao có nghiệm kép tương đương với delta bằng 0 và b bình phương trừ 4 a c bằng 0. Thì em tìm được là m của chúng ta sẽ bằng âm 1/4. Suy ra đường thẳng d phẩy là y bằng x trừ 1/4. Đường thẳng d phẩy này tiếp xúc với parabol p và điểm m chúng ta bây giờ cần lập luận ra tiếp điểm, thì chúng ta cứ tìm điểm m trước. Tiếp điểm của D phẩy và P, bây giờ ta tìm tiếp điểm này. Phương trình sao có nghiệm kép x1 bằng x2 bằng trừ B trên 2A là bằng 1/2. Thì suy ra y bằng x bình là 1/2 bình phương 1/4. Thì suy ra điểm M là 1/2 1/4. Ta trở lại với việc lập luận sao cho diện tích tam giác A MB mắt. Thì em có diện tích A MB bằng 1/2 của AB nhân với MH, trong đó AB là không đổi. Thì diện tích của A MB mắt lớn nhất ạ, khi và chỉ khi là MH lớn nhất. MH lớn nhất khi và chỉ khi M là tiếp điểm của đường thẳng D' song song với AB, D' tiếp xúc với P. Chúng ta đã chuẩn bị tất cả rồi. Tiếp điểm của D' với parabol P vừa tìm được M là 1/2 1/4. Và ta kết luận là suy ra điểm M tọa độ là 1/2 1/4. Ở tập này, vậy M 1/2 1/4 là thỏa mãn yêu cầu bài toán. Vừa rồi chúng ta đã làm một bài tập tìm điểm M thuộc cung AB với AB là hai điểm thuộc parabol P. Và xin nhắc lại với các bạn quy trình làm cái bài tập này, có thể nói bài tập này là hơi khó một chút dành cho các bạn có học lực là khá giỏi và yêu thích môn toán. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện theo hai bước. Bước 1 là lập phương trình đường thẳng AB, sau đó ta lập luận diện tích tam giác AMB bằng 1/2 AB nhân MH, trong đó AB không đổi vì AB là hai điểm cố định. Diện tích mắc
khi mà đường cao MH max là lớn nhất. Khi M là tiếp điểm của đường thẳng D' với parabol P, trong đó D' là đường thẳng song song với AB. Vừa rồi chúng ta tìm được cái tiếp điểm thông qua việc là lập phương trình đường thẳng D' song song với AB, sau đó D' tiếp xúc với parabol P và giải phương trình hoành độ giao điểm. Ta có hoành độ của nó bằng 1/2, từ đó tìm được tung độ 1/4. Và với việc kết hợp cả lập luận và quá trình viết phương trình tiếp tuyến, ta có tiếp điểm thì kết luận điểm M là 1/2, 1/4.